Hôm nay thầy giáo xin giới thiệu với các thí sinh cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm môn kiến thức chung luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015. Thì môn kiến thức chung ấy, thì theo quy định của nghị định 161 ấy, thì thí sinh ôn thi tuyển công chức và viên chức phải học môn kiến thức chung theo hình thức trắc nghiệm 60 câu 60 phút, thi xong mới chấm điểm luôn, rất là khách quan và nghiêm túc. Cho nên thí sinh phải nỗ lực cố gắng ôn tập cái môn này trước kỳ thi diễn ra tầm 3 tháng. Thì chúng ta mới học hết được các kiến thức yêu cầu. Và giáp kỳ thi chúng ta bắt đầu ôn ấy, thì e rằng là nó hiệu quả không cao. Thì các thầy giáo đã biên tập cái bộ câu hỏi trắc nghiệm đưa lên phần mềm hình thức trắc nghiệm .com có rất nhiều dạng. Thí sinh có nhu cầu liên lạc với thạc sĩ Lê Văn Quang theo điện thoại là 0912 595654. Thầy giáo giảng dạy ở trường đại học lâu năm cùng với các thầy giáo giảng dạy đã đưa lên phần mềm này hỗ trợ thí sinh ôn tập tốt cái môn kiến thức chung. Thế thì thí dụ như chúng ta đọc cái câu hỏi là câu 1 chẳng hạn, là theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định Quốc hội ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào sau đây, thì có 4 phương án: phương án A là nghị quyết, phương án B là quyết định, phương án C là quy định, phương án D là pháp lệnh. Thế thì để làm được các loại câu hỏi trắc nghiệm như thế này, cái phần ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cái luật này ấy, thì các ứng viên phải đọc cái luật chú ý ở chương 2. Thì chương 2 có ghi là thẩm quyền ban hành nội dung văn bản quy phạm pháp luật. Thế thì tại các cái điều 15 chẳng hạn thì viết rất rõ là chúng ta tóm tắt ra các điều này thôi. Ví dụ như là luật, nghị quyết là của Quốc hội này, pháp lệnh là nghị quyết này của Ủy ban Thường vụ Quốc hội này, lệnh này, quyết định của Chủ tịch nước này. Đấy, chúng ta đọc ví dụ như nghị định của Chính phủ này, quyết định của Thủ tướng này. Đấy, đối với cái cấp Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh này thì ra được nghị quyết này. Rồi Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thì ra được quyết định này. Đấy, rồi đối với các thông tư thì đơn vị nào ra thì trong đấy chúng ta để ý là chúng ta chú ý các tên các điều thôi. Đấy, thì như vậy chúng ta chú ý tên các điều là chúng ta làm được câu hỏi này. Thí dụ như là câu hỏi về Quốc hội thì ở đây là luật và nghị quyết này. Đó, thế thì câu 1 thì cho chúng ta là nghị quyết này. Đấy, và đây quyết định không phải này, quy định không phải, pháp lệnh không phải này. Như vậy phương án A là phương án đúng của câu hỏi, tức là đối với Quốc hội. Sau đó là chúng ta học câu 2 là chúng ta có thể là làm được hàng loạt các câu hỏi như thế này. Thí dụ khi hỏi đến tổ chức là Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì được ban hành những loại văn bản quy phạm pháp luật nào, thì chúng ta đây chính là pháp lệnh. Đấy, thì chúng ta để ý đây là Ủy ban Thường vụ Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết này. Đó, mà trong đáp án chúng ta ghi luật này, quyết định này, nghị định này, pháp lệnh này, như vậy pháp lệnh là đúng. Đấy, cho nên cái phương pháp học là chúng ta tóm tắt lại để chúng ta nhớ được hàng loạt luôn, làm một loạt các câu hỏi về cái loại là tổ chức nào được ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thí dụ như Chủ tịch nước thì đây là lệnh và quyết định. Đấy, thì chúng ta trả lời được rất ngay. Đây Chủ tịch nước này, lệnh và quyết định này, đây của Chủ tịch nước. Thế còn đối với các địa phương thì ví dụ như là cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, Hội đồng Nhân dân, cấp tỉnh, huyện, xã thì chúng ta thấy rằng là chỉ ban hành nghị quyết thôi, cho nên đây là phương án nghị quyết là đúng. Thế còn Ủy ban Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã thì ban hành nghị quyết, còn Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện, xã thì ban hành quyết định. Đấy, thì chúng ta thấy rằng câu 4 là phương án A là phương án đúng, câu B nói với Hội đồng Nhân dân nghị quyết là phương án B là đúng. Đấy, thế thì cái cách học là chúng ta học cái luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì chúng ta căn cứ vào chương 2 để chúng ta trả lời hàng loạt các câu hỏi như vậy. Thế thì các thí sinh mà muốn ôn được tất cả các dạng, nhiều dạng ở trong cái phần mềm hình thức trắc nghiệm .com thì chúng ta đăng nhập vào cái trang là hình thức trắc nghiệm .com, tên không dấu, tên không dấu viết liền nhau, sau đó chúng ta chọn đăng nhập, sau đó chúng ta phải gõ cái ký danh và cái mật khẩu thì chúng ta đăng nhập được vào phần mềm. Thì trong phần mềm này các thầy giáo giảng dạy trường đại học đã hỗ trợ thí sinh đưa lên phần mềm này rất nhiều các câu hỏi trắc nghiệm môn kiến thức chung dùng cho thi tuyển công chức và nâng ngạch công chức.
Đấy, rồi kiến thức chung dùng cho viên chức, giáo viên, tiểu học, mầm non, trung học cơ sở, vân vân. Thì chúng ta chọn cái môn kiến thức chung này. Trong đây các thầy đưa các lý thuyết cần phải học. Sau đó là câu hỏi trắc nghiệm cho từng phần. Và sau đó là có các cái mã đề cho chúng ta luyện, chúng ta thi thử. Môn kiến thức chung theo hình thức trắc nghiệm 60 câu 60 phút. Để chúng ta rèn luyện cái kỹ năng ôn tập trên phần mềm. Thế thì thí sinh có nhu cầu liên lạc với thầy giáo Lê Văn Quang theo số điện thoại trên màn hình là 0912 595654, sẽ được cấp cái ký danh và cái mật khẩu qua tin nhắn. Hoặc là số thứ hai là 0994 3078 123, sẽ được cấp cái ký danh, cái mật khẩu qua tin nhắn điện thoại để chúng ta đăng nhập vào phần mềm. Chúng ta ôn luyện môn kiến thức chung theo hình thức trắc nghiệm 60 câu 60 phút và môn tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm 30 câu 30 phút. Và những đơn vị có thể tổ chức môn tin, thêm môn tin thì chúng ta 30 câu 30 phút. Thì kỳ thi diễn ra rất là nghiêm túc, thì mong rằng các thí sinh cố gắng, nỗ lực cố gắng để qua được vòng 1, có cơ hội vào vòng 2. Thầy giáo chúc các thí sinh ôn tập qua được vòng 1 và có cơ hội vào thi vào vòng 2, đậu vào công chức. Xin chúc các em thi tốt.